Có nhiều người gặp những đức họ nói rằng thầy lo cho người già chi đông chứ không không sợ cực. Như đức nói tôi cũng tham vọng, vì khi tôi nuôi được nhiều người tôi cảm thấy mừng cho cái ý nghĩa của cuộc đời tôi đi đến cái cõi này. Thời gian chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, bây giờ 42 tuổi rồi, có chừng nay mai gì chết bây giờ. Trong cái cõi này chúng ta đừng bao giờ nói rằng chúng ta 70-80 tuổi, 100 tuổi gì. Có nhiều con người chúng ta chết bất tử dù là đang khỏe, chứ đâu phải là chúng ta mà tới già mới chết đâu. Chúng ta đừng bao giờ nói rằng ông bà cha mẹ của tôi á cả 100 tuổi mới chết, chắc tôi tu chắc bèo bèo gì cũng 101. Chưa chắc. Ông bà cha mẹ mình có thọ mạng của ông bà cha mẹ mình à, còn mình có cái thọ mạng của mình. Chúng ta không biết được thọ mạng chúng ta chừng nào chết, nên ngày hôm nay chúng ta phải sống cho đặc biệt. À, nhớ kỹ nghe. Đó, cái này là cái quan trọng. Nên ai cũng có tham vọng hết, nhưng bạn có cái góc độ tham vọng như thế nào. Tôi cũng có tham vọng, nuôi người già đông vậy, lo cho chúng đông vậy mà tôi vẫn thích. Và thượng xây chùa thêm, tôi nuôi nữa. À, cứ thích hoài, cứ muốn hòa thượng xây chùa thêm đi. Hòa thượng xây ngôi chùa nào thì con rủ người đến ở cho đầy ngôi chùa hòa thượng. Đó là cái điều tôi lý thú nhất, vì mai mốt tôi chết tôi cảm thấy rằng tôi nở nụ cười tôi đi vui. Nên nhà đức từng đọc cái bài kệ mà thích lắm: cõi thế trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải trở về thôi, phải sống sao cho thật ý nghĩa để buổi ra đi nở nụ cười. À, sống sao cho ý nghĩa quý vị, để buổi ra đi nở nụ cười. Thường là những buổi chia sẻ Phật pháp của những đức mỗi ngày thì cố định hai bài giảng: một câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Hai bài chia sẻ này là xuyên suốt. Rồi thứ hai thì chia sẻ Phật pháp bên chùa mới buổi tối. Thứ ba thì bên đây trên chánh điện, nhưng bữa nay thay đổi chương trình xuống nhà ăn để lâu lâu cho các cụ ngồi bên nhau ăn trái nho trái nhãn gì. Mà phái đoàn hồi sáng đến đây cũng đủ duyên ngay nha. Phái đoàn này có lọc dùng. Chứ hồi đó giờ thì thường chia sẻ Phật pháp trên chánh điện giỏi lắm là tặng cho hộp sữa, nhưng bữa nay nho nhãn rồi bắp gì sữa chay đồ quá dữ luôn đúng không, nên là phải đòi này có phước nghe. Lộc dùng. Nên từ nơi đó mà chia sẻ Phật pháp suốt à. À, như một tuần những đức là xuyên suốt, như hai bài pháp cái cố định, ba bài pháp phiến mãi là ba chùa, là thứ hai, thứ ba, thứ năm, rồi thứ bảy cộng tu bên chùa mới. Tối thứ bảy thì bên đây lớp đạo làm con, bây giờ khoảng cỡ 800-900 lớp đạo làm con. Rồi sáng chủ nhật thì khoảng 2000 người về tu, nghĩa là cứ xây dòng suốt vậy đó. Mà Phật cũng gia hộ, cái tiếng nói nó cũng được. Tiếng nói nó cũng được, rõ ràng. Chứ gặp mà nói nhiều này mà nói không nổi chịu thua lên mà kiểu mà như dịch đẹp á. Kính chào quý Phật tử, quý vị khỏe không? Phật tử nói con thấy thầy không khỏe. Nhưng mà Phật cũng gia hộ, mình làm việc trong Phật pháp. Nên đức là làm việc về đầu óc và nói chuyện nhiều. Ba điểm chùa chạy tới chạy lui xuyên suốt, giống như đầm già chạy tới chạy lui, gặp mấy bà cụ này kia được. Vì biết nuôi người già mà tính người già thì biết à. Mình thấy mình cũng vậy thôi, mai mốt biết đâu mình già mình cũng vậy thì sao. Thôi mình thương các cụ, tha thứ thì tự nhiên nuôi được. Thì quý vị biết cái tính người già. Nãy bên chùa mới có bà cụ chạy qua đây, bển nói chuyện gì đó làm sao đó,
cái thầy bên đó gầy à, rồi xong rồi chạy qua đây mét Nhuận Đức. Xong Nhuận Đức nói ừ đi về bển ở đi, nói thầy Đức cho ở. Xong rồi chạy qua bển rồi đó. Nên từ nơi đó mà mình 42 tuổi mà giết mình gần các cụ già, giết mình cũng sắp sửa 92 tuổi. Cái tâm mình phải như vậy mình mới thương các cụ được quý vị. Ừ. Nếu như mình mà lấy cái vai trò của người trẻ mà không thông cảm cho người già thì khó nuôi họ lắm. Nhưng sau lưng Nhuận Đức là khu yếu, ngồi xe lăn đồ mấy chục bà cụ yếu, xe lăn ngồi chỗ nằm chỗ. Nhưng mà mỗi lần sinh hoạt mà không cho qua là buồn lắm á. Tại vì người ta cũng có cổ phần. Chưa? Người ta cũng có cổ phần mà. Nên á, mấy cụ được qua mấy cụ vui. Ngồi chơi vậy chứ vui lắm, cho ngồi 3 tiếng cũng ngồi nữa. À, chỉ cần Nhuận Đức ngồi đây ngồi 3 tiếng cũng được nữa. Thích lắm. À, vui. Nên mình lo cho người già mà mình giúp cho người ta vui quý vị, thì tự nhiên á, người ta khỏe. Nên Nhuận Đức nói thà cho các cụ ăn nhãn, ăn nho, uống sữa, ăn đồ ngon mà khỏi uống thuốc. Không? Bây giờ mình không cho ăn những thứ đó mà uống thuốc cũng bằng không, mà thuốc đắng cay, uống chi cho nó mệt. Nên Nhuận Đức nói mấy bà đừng có uống thuốc, tôi cho mấy bà ăn thoải mái luôn. Hiểu không? Kệ mấy bà cụ, bà vui. Bà già bà ăn bữa nay biết đâu mai bà chết queo làm sao. Nên mình cứ cho mấy bà cụ bà ăn đi. Hiểu không? Đó, nên từ nơi đó mà muốn mở cái tâm lượng của người tu mình ra thì làm sao? Mình vui mình mới vui với người ta chứ. Quý vị để ý nghe, khi mà mình mà vui nghe ai lợi sinh cái gì được. Nhưng mà thử quý vị mà không vui lợi sinh bậy bạ bị la. Phải không? Nên khi mình sinh ai cái gì đó, mình cũng phải nhìn gương mặt. Không? Nó phải nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút. Chứ không phải muốn sinh mà chạy lại sinh đâu quý vị ơi. Nghĩa là mình muốn sinh cái gì mình coi gương mặt người đó làm sao. Họ có vui không? Vui là lợi sinh là họ cho. Nhưng mà họ đang ngầu là không cho đó. Thấy không? Giống như cha mẹ mình đang chi tiền mà thấy mặt nhăn nhăn mình tránh vô gác đi. Bữa nào mà mình thấy buôn bán mà lờ lớn mà lợi sinh là cho đó. Không phải nhìn hoàn cảnh là dính à. Đó, thì Nhuận Đức nó bảo đảm 100% quý vị muốn tu mà tâm lượng mở rộng ra là chính bản thân quý vị phải vui và an lạc. Chắc chắn luôn. À, nên có những người ta không hiểu, ta nói rằng ô tu mà phải cực khổ chứ không có chuyện đó, bậy quá. Cực khổ là do cái hoàn cảnh đó phải chịu vậy thôi. Thì trong cái cực khổ đó mà tu an lạc. Còn người ta có cuộc sống đầy đủ, không ai dạy gì đi cực khổ làm gì. Quý vị nghĩ đi, giờ nhà mình giàu, có biệt thự, xe hơi, tự nhiên cái bỏ hết chân chạy xe đạp. Ngộ ghê. Ai làm chi kỳ cục vậy? Từ khi mình không có biệt thự, mình không có xe hơi thì mình đi xe đạp. Chứ mình không có mong cầu. Nhưng mà mình có biệt thự, có xe hơi thì mình đi, mình ở biệt thự, mình đi xe hơi. Nhưng mà mình đi tu, người ta nói công nhận cái bà, cái ông đó biệt thự xe hơi mà còn đi lễ Phật vậy, chắc mình cũng phải đi lễ Phật quá. Thấy không? Rõ ràng không? Đó, nên tu hành đừng có tình chấp. Tình chấp vào cái chỗ người xưa, cứ đặt vai trò người xưa. Nó, thí dụ như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngày tu ngày cũng gặp nhiều chướng nạn. Có những người ta đặt vai trò Hòa Thượng ngày tu ngày khổ vậy này kia, đó là cái duyên của ngài. Hành đạo qua cái cách đó mà ngài làm được. Còn mình mà khổ như Hòa Thượng Tịnh Không mà tai nạn dập dùi mình á, sao mình chịu tu, có chừng mình bỏ tu luôn hả quý vị ơi. Các ngài là Phật Bồ Tát xuống thế, các ngài chịu đựng được cái khó cái khổ. Còn mình á, mình không phải Bồ Tát. Những đức thường nói những đức là thác lát. Mình bèo quá. Thì Phật Bồ Tát nhìn thấy mình, Phật Bồ Tát sẽ làm sao cho mình phù hợp với khả năng mình. Phật Bồ Tát ngài trí tuệ lắm. Các ngài biết khả năng của mình giác có 50 kg à, thì các ngài cho mình giác 45 kg thì mình đi chạy dù dù. Còn Phật Bồ Tát xuống thế giác 100 kg thì tức khắc các ngài phải chịu cái khó cái khổ 100 kg.
Còn mình á, vác có 50 kg á, thì Phật Bồ Tát cho mình vác 45 kg để nó đi thoải mái hơn. Hiểu chưa? Đó, cái này cái quan trọng nè. Thì thấy Phật Pháp đặc biệt không? Vì Phật Pháp ai tu cũng được, không môn tịnh độ ai niệm Phật cũng được, ai tu cũng được, mà ai cũng vui. Nhân Đức thấy cái phái đoàn ở đâu? À, ở đâu thầy? Sơn La. À, Sơn La Thái Nguyên. À, nhìn thầy lạ lạ, chắc nghĩ phái đoàn Sơn La Thái Nguyên. Hỏi thầy trúng bốc luôn chứ gặp là thầy ở Sóc Trăng, ở đây là Sóc Trăng. Lộn chết một. Nên Sơn La Thái Nguyên. Hồi nãy gặp phái đoàn của thầy á, mấy cô lớn lớn tuổi, mà nhìn cô nào cũng như Đức nghĩ là gái 17 không? Tại sao? Người tu phải vậy đó. Người tu là đừng có nói hai chữ mình già gì chứ. Thân thì nó theo ngày tháng vô thường, nhưng tâm mình luôn luôn trẻ chung. Thì ta nhìn mình người ta mới muốn tu mấy chị ơi. Thấy chưa? Chứ bây giờ nói tôi già rồi, cừ cũng không được, giỡn cũng không được, nhảy múa cũng không được. Thua rồi. Trời ơi, chùa mình mà mấy bà già mà như Đức cho chơi đàn trung thu. Nên ca sĩ Quách Tấn Du đồ nói rằng là chùa mình trung thu trẻ em lâu năm không? Trẻ em lâu năm, thấy ngộ không? Thì coi bây giờ mấy bà cụ trong chùa mình, bây giờ quý vị mà bắt nhạc lên cho mấy bà nhảy, phải nhảy cho mà thấy. Chùa mình là không có cái chuyện người già. Ở đây nè, có một bà cụ nè, bà đi có một chân một, vậy mà kêu bà nhảy, bà đứng một chân bà nhảy. Chịu chơi ghê chưa? Thấy không? Người tu hành mà thân thì theo ngày tháng vô thường, nhưng tâm mình phải duy trì nó bình thường. Sống càng ngày càng trẻ chung của cái tâm á. Tại vì sao? Cái cõi đời nó đã quá khổ rồi mà mình còn khổ để sống. Vậy thì sống trong cuộc đời này có ý nghĩa gì? Những Đức nói quý vị mà khổ để sống là không bao giờ giải quyết được vấn đề, mà vui để sống thì mới giải quyết được cái khổ. Nhớ nghe, vui để sống mới giải quyết được cái khổ, mà khổ để sống là quý vị giải quyết cái vui đó. Giải quyết cái vui mất tiêu rồi thì quý vị khổ triền miên. Nên qua những bài chia sẻ này, người mà đủ duyên nghe nghe, đừng bao giờ nói cuộc đời tôi là khổ vì chồng, vì con, gia đình nghèo gì, tật nguyền bệnh đau gì. Nếu mà khổ thì những cái đó có giải quyết được không? Không, nó càng ngày nó càng khổ thêm. Dù mình gặp một hoàn cảnh gì, bị chồng bỏ, vợ bỏ gì, con bắt hiếu gì, nhưng chúng ta cũng phải sống vui. Vì chúng ta đã gặp những cái kiếp nạn như vậy của cuộc đời, thì chúng ta cũng phải vui để giải tỏa cái tâm tư đó. Hiểu quý vị? Vui để giải tỏa cái tâm tư đó chứ à. Vậy nó mới đặc biệt chứ. Nên người trong chùa anh đi coi nhiều người già 70, 80, 8 mấy tuổi kìa. Nhìn sắc diện đi, da mặt láng lễ, không có một miếng mụn chưa nó. Nên những Đức nói cái phái đoàn á, Thái Nguyên vô đây á, mà nãy gặp thôi là những Đức nói với vị là cùng tông á. Người bên cạnh những Đức là người phải vui, người hoạt bát. Còn ai mà đến gần những Đức mà buồn là những Đức mới ngồi gần đâu. Buồn là tôi không có chịu ngồi gần người đó, vì tôi sợ lây buồn. Chứ sợ lây buồn ghê lắm. Trời ơi, tôi mỗi ngày ở trong chùa không đi đâu hết trơn, mà lo được cho 2,000 người là nhờ cái gì biết không? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Vì nhớ nghe, cười nó mới có tiền nghe quý vị. Buồn nó không có tiền đâu, nghe chưa? Nhớ nghe. À, ví dụ như bây giờ mình đi, mình mà vui vẻ, người ta nhìn mình, ta nói hên, nên người ta thích nhận mình vô công ty người ta làm. Còn mình mà âu sầu, mình buồn, người ta không nhận đó. Nhiều người ta trọng phong thủy lắm mấy vị ơi. Thấy mình buồn sợ xui. Mấy vị thấy những Đức đâu có đẹp đẽ gì đâu mà còn bị hô nữa. Nhưng mà mấy vị thấy không? Hô hô kệ cừ cừ hả? Đúng không? Trời ơi, chịu khoảng thời gian dài, hồi xưa ngoài đời chưa đi tu quý vị. Trời ơi, vị biết mà cũng nghe kể hoài, mà cũng kể lại cũng vui. Cứ hồi đó ngoài đời mà, thì thanh niên mà cũng muốn có bạn gái chứ. Thì muốn chọc cô nào đó thì soi gương coi mình cừ khoảng bao nhiêu là vừa tông.
cái nói chuyện với người ta mắc cười lắm mà cười vừa vừa, đang vừa tông đừng có lòi cái hô, sợ lòi cái hô người ta không thương, nên là cứ là nói chuyện với người ta cứ cười vậy nè. Không dám hả miệng ra quý vị ơi, chịu mười mấy năm bị cái hô câu thúc. Từ khi mà đi tu tới giờ là bỏ hô lâu rồi. Thấy chưa? À, từ khi mà từ khi mà đi tu tới bây giờ là đúng là rõ ràng bỏ được cái tâm hô quý vị. Nó nên quý vị biết rằng là khi con người mình mà vui vẻ an lạc rồi, rõ ràng là những cái thứ đó mình quên đi quý vị, quên đi, nó không câu thúc mình được. Nên những đức nói người bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia đồ này, nghe quý vị, những đức nói quý vị cứ sống trong cái hoàn cảnh đó mà sống cho vui đi. Đừng có bao giờ bệnh ung thư nó phát lên cái là lo, lỡ mai mốt mình mất đi rồi chồng hay vợ mình hay con mình sẽ sống như thế nào đấy. Thôi khỏi nghĩ nữa. Bản thân mình còn chưa sống mà nghĩ cái gì cái chuyện đó. Bây giờ là mình lo nghĩ cho mình cái chuyện là bản thân mình phải giải quyết làm sao để mình vui vẻ mình sống để cho người ta đỡ lo cho mình nè. Chứ đừng nói chi bây giờ mình còn lo cái chuyện đó. Mình lo cái chuyện đó mà mình buồn rầu rồi mình chết đi, mình càng đọa lạc thêm chứ làm gì. Nên chúng ta đâu phải sống chết rồi là hết đâu. Chết nó còn sự tái sinh. Nên bây giờ chúng ta là người nghe đạo. Ví dụ như đi lỡ khám bệnh, bác sĩ nói cô biết bản thân cô bệnh gì chưa? Nói bác sĩ cứ nói đi. Tôi nói cô đừng buồn, nói đi mà buồn gì. Cô bị ung thư à? Gì? Ung thư hả? Cảm ơn bác sĩ nghe. Bác sĩ luôn đang nói cô bình tĩnh cô. Bình tĩnh. Cái gì chuyện đâu còn có đó, từ từ nghe cô, bình tĩnh, đừng nên bắn loạn tâm trí. Không bắn loạn gì đâu. Vui á. Trời ơi cô bắn loạn quá, điên rồi trời, điên rồi. Không có điên. Cảm ơn bác sĩ nghe. Thôi bình tĩnh cô, bình tĩnh cô. Người ta tưởng là mình bị điên đấy vậy. Nhưng khi mình nghe nguồn tin mình bị ung thư đó, mình mừng gì. Lúc trước tới giờ niệm Phật còn giải đãi quá, bây giờ ung thư chắc phải niệm tinh tấn thêm. Hiểu chưa? Đó. Báo bản án tử hình mà bây giờ mình phải cố gắng để giải quyết vấn đề sanh tử chứ. Đó. Lúc trước còn chồng tôi, vợ tôi, con tôi, bây giờ nghe tin ung thư rồi không có tôi nữa. Không, mai mốt mình đi rồi có gì của mình đâu mà tôi. Nên từ nó đó nghe tin ung thư thì cảm thấy càng tinh tấn. Chứ không phải là nghe tin ung thư mà bụng rụng tay chân. Cái người không tu bụng rụng tay chân. Nên khi mình nghe tin ung thư mà mình bụng rụng tay chân á, là ung thư nó càng phát tán càng mạnh. Quý vị phải nhớ rằng cơ thể chúng ta có quá nhiều tế bào tốt. Ung thư nó chỉ là một nhúm tế bào bị tác động gì đó mà bị ung thư thôi. Không lẽ bao nhiêu tế bào tốt chúng ta đầu hàng sao? Nên chúng ta bình thản không sợ hãi, đó là chúng ta không đầu hàng trước bệnh. Đúng không? Nhớ không có đầu hàng trước bệnh nghe. Nên có nhiều bà cụ trong chùa mình á, cấp mới vô nhìn mặt tèm nhem tức nhút, buồn. Vậy mà bây giờ sống 2-3 năm con cái vô nhìn không ra. Bữa đó có bà cụ, đứa con vô, nó nói mẹ ơi, mẹ, mẹ đâu rồi, mẹ ơi, mẹ. Bà đứng kia bên đây, tao nè. Mấy năm nay mày không vô đây mày gặp tao mày không biết nè. Ô mẹ con hả? Trời ơi mẹ con trẻ thế à. Ôi ôi trẻ mà nó nhìn không ra quý vị ơi. Thấy không? Càng tu càng trẻ. Thì tại sao? Vui. Vui. Nên nãy như Đức nói là phái đoàn á, ở Thái Nguyên á, nhìn như gái 17 chứ không phải lớn tuổi gì chứ, nghe không? Mình mà sống vậy đó, con cháu nhìn theo mà học. Sau này con cháu mình nó nói ô hồi xưa à, ông bà của tôi á, ồ lớn tuổi mà bà vui lắm, bà sống an lạc lắm, bà sống tốt lắm. Cái hỏi ủa sao mà bà sống được tốt hay, bà niệm Phật không mà. Có ngày bà ăn chay niệm Phật nhưng mà bà vui vậy đó. Ồ vậy hả? Vậy chắc mình cũng phải ăn chay niệm Phật, học theo ông bà mình chứ, đúng không quý vị? Đó thấy chưa, cái tấm gương chúng ta sống sao con cháu học theo vậy đó nghe. Rồi bữa nay nhờ Đức nói chuyện một chút nè,
Rồi đoàn Thái Nguyên á, có một cái điệu nhảy ba 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 gì đó. Cho nên con không biết cái điệu nhảy gì, nhưng mà chú mà lên tự giới thiệu em nói đại ba 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 vậy đó, mẹ 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 vậy đó. Tại vì đối với bản thân chúng ta đó, ơn cha nghĩa mẹ lớn lao lắm. Nghe không, dù cho mình có vui ở nơi nào, mình có thành đạt cái gì, mình cũng nhớ công ơn cha mẹ nghe quý vị. À, nhớ nghe. Ở nhà nếu cha mẹ còn sống, dù có bận bịu cỡ nào, cố gắng chăm lo cho cha mẹ đàng hoàng. Cái đặc biệt nhất là dạy cha mẹ biết niệm Phật, đem những bài giảng cho cha mẹ nghe, cha mẹ thích nghe. Tại như Đức nuôi người già nên cái tông như Đức với người già nhiều lắm. Người già người ta thích những Đức lắm. À, nhờ vậy mà tu tới bây giờ, chứ gặp trẻ mà thích là thua rồi. Hiểu không? Nên nếu mấy người già mình thương người ta, người ta gần gũi thích mình. Nên dạy cho cha mẹ mình niệm Phật, rồi mình gần gũi mình chăm sóc, mình coi cha mẹ mình thèm ăn gì mình mua cho ăn. Thí dụ như mình thì ăn chay trường, cha mẹ mình thì còn ăn mặn, thì bổn phận làm con mình làm tròn trách nhiệm mình thôi. Có cô ghi câu hỏi, dạ thưa thầy, con ăn chay trường phóng sanh mà mẹ ba con thì còn ăn mặn không chịu ăn chay, con xin hỏi thầy, vậy con nấu đồ ăn mặn cho ba mẹ con ăn có tội không thầy? Nhưng Đức nói, vậy cho ông bà khỏi ăn chết queo đi. Được chưa? Thử có bên nào nặng có bên nào. Sống trong cuộc đời này nếu nói về tội là kích thích cái gì nó cũng tội chứ. Hiểu quý vị? Đụng đâu cũng tội chứ. Mà tội nhiều quá lội qua sông hết tội. Hiểu chưa? Từ nơi đó mà cái gì cũng tội, ai dám tu? Hồi xưa chưa tu không có nghe gì tội chứ. Mà tu rồi là cái giống gì cũng tội. Nên những người mà giảng pháp nghe, đừng có nói cái gì cũng tội nghe. Cái gì cũng tội là Phật tử nó không về chùa nó tu đó. Chứ nó sợ. Mình phải nói không có tội. Nó về nó tu lâu ngày nó hiểu rồi, lúc đó mình mới nói có tội đó. Hiểu chưa? Lúc đó nó tu rồi, quen nước quen cái rồi, quen tương trao đầu hũ rồi thì nó làm được. Còn nó mới về chùa tu nó đâu có làm được đâu, mình đừng có nói có tội. Hiểu không? Nó có cái cô đó, cô vô chùa cô phái bẻ cành hoa trong chùa làm lộc lắm. Cô hỏi, dạ thưa thầy, bẻ cành hoa có tội không? Nó không. 3 năm sau gì Đức nói, bẻ cành hoa là ăn cắp của Tam Bảo. Xong á thì bỏ hết trơn, mà nó tu rồi lúc đó phải về chùa luôn. Chứ nếu đầu tiên mà mình nói vậy là nó không về chùa. Nghe không? Không về chùa luôn. Nó có cái cô cách nay 3 năm, cô nói, dạ thưa thầy, con ít tu lắm, thầy thì thường niệm Phật, khuyên người niệm Phật, thầy gõ lên đầu con giùm cái cho con tiêu nghiệp. Xong nhà Đức nói, cái nghiệp của cô gõ nó không tiêu đâu, cứu nó mới tiêu. Thằng gì đó mà họ quý, họ thích quý vị. Họ về họ niệm Phật. 3 năm sau mình nói rằng gõ lên đầu nó không có tiêu nghiệp, mà mình tu mới tiêu nghiệp. Thấy chưa? Đó. Nghĩa là tạo điều kiện cho ta được đi đến chùa quý vị ơi. Đó, nên cái này là cái rất là quan trọng. Nên cha mẹ mình còn ăn mặn thì chúng ta cứ làm đồ mặn cho cha mẹ mình ăn. Cái chuyện đó là chuyện của cha mẹ, còn bổn phận mình làm con thì mình làm tròn cái trách nhiệm của mình vì cái đạo hiếu. Hiểu không quý vị? Đó. Nhưng mà mình coi đồ ăn gì á mà người ta làm sẵn ngoài chợ rồi mình mua, nó đừng có đem con vật về nhà sát sanh. Chứ mình lúc cha mẹ còn sống mà mình không quan tâm, không lo lắng, đến cha mẹ chết đi mâm cao cổ đầy có ý nghĩa gì? Còn khi cha mẹ yếu, mình cố gắng mình hộ niệm cho cha mẹ của mình. Trong 49 ngày mình cố gắng ăn chay trường, tu nhân tích đức để mình cầu siêu cho cha mẹ của mình. Bằng cái tấm lòng mình làm thì bản thân làm con, mình làm hết tấm lòng mình thì mình tròn chữ hiếu. Còn cha mẹ chưa tu thì cái cảnh giới cha mẹ tùy duyên thôi. Bản thân mình cứ làm hết tấm lòng mình đi. Như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, hồi đó ngài học Phật mà ngài giảng pháp rồi đó, đi thời gian mấy mươi năm không có về nhà. Con lần mẹ đến đạo tràng, mà mẹ chưa ăn chay trường, thời đó mẹ chưa ăn chay trường, thì lỡ đạo tràng ở, nói chuyện với mẹ, hỏi mẹ có thèm gì không. Mẹ nói là mẹ thèm con cá nước, tại bà ăn mặn mà thèm cá nước. Ngài nói được, ngài nhờ người khác, cư sĩ,
nướng cá cho mẹ ngài ăn. Khi ăn đàng hoàng hết trơn, trong buổi giảng pháp ngài mới nói về cái quy luật sát sanh tội lỗi gì. Trên lúc ăn ngài không nói, nhưng lúc giảng pháp ngài dạy. Khi dạy mẹ, mẹ hiểu, phát tâm ăn chay trường. Từ đó về sau mẹ ăn chay trường và niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nghe không? Đó là bổn phận làm con. Mình có làm đúng cái vai trò mình thì đối với đời đạo người ta chấp nhận mình. Còn nếu như mà mình tu mình bị tiêu cực một điểm, một hướng, thì người đời sẽ nói mình bất hiếu. Học Phật gì mà bất hiếu gì? Cha mẹ mà nó không cho ăn, thèm khát, kêu riêu, đúng không? Người mình có nhiều người hỏi, dạ thưa thầy, mẹ cha con không biết bố thí cúng dường, nên á con nghĩ đi vô chùa cúng dường Tam Bảo công đức lớn hơn, nên con không có cho tiền mẹ cha con, chỉ cho có mấy ngàn ổng túi, mà ổng bả cứ hờn trách hoài. Con để tiền của cúng dường cho thầy để mà làm việc trong ngôi nhà Tam Bảo. Những đức nói chích ra 64, còn nhiều thì tùy mình điều tiết, đúng không? Cho cha mẹ được một chút, được hơn ngày xưa chưa đến chùa, để cha mẹ mình cảm giác với ông thầy dạy, để sau này cha mẹ quý thích mới đi đến chùa. Còn nếu như mình đi đến chùa mà cái gì mình cũng cúng cho quý thầy mà không cho cha mẹ, thì cha mẹ mình trong lòng bất mãn rằng sanh nó, nuôi nó khôn lớn, mà bây giờ nó chỉ biết mấy ông thầy mà không biết tao. Nên cha mẹ mình ghét chùa, ghét thầy, thì làm sao độ được cha mẹ mình? Hiểu chưa? Nên á, dù cha mẹ không biết bố thí cúng dường, nhưng bổn phận làm con cho tiền cha mẹ. Vì người già cái tâm trạng ngoài đời thích có tiền để trong túi, dù không xài nhưng lâu lâu lấy tiền ra phe cho mấy đứa cháu, phe cho người ta, nè con mén nè, nó lỡ nè, nó cho tiền tao nè, coi nè. Mà họ ngộ lắm, họ có tiền túi là họ khỏe, còn hết tiền là họ buồn, họ bệnh. Người già ư vậy đó. Cái tâm trạng người già là gì? Còn các cụ trong chùa mình là do các cụ đầy đủ rồi, các cụ hiểu hết rồi, nên các cụ không có cần tiền để tiền trong túi. Nên người trong chùa mình không xài điện thoại, không về nhà, không giữ tiền, nhưng mà cuộc sống ăn uống lo cho họ rất đàng hoàng. Yên tâm rồi đó, nhớ nghe. Thì vị nghe như Đức chia sẻ nghe, đời đạo rõ ràng hết trơn, nó không có nghiêng về một bên nào quá cao. Còn cái tâm tu giải thoát thì mỗi người chúng ta cứ duy trì. Nhớ kỹ rằng tu làm sao tâm lượng càng ngày càng mở rộng, đó là chính bản thân mình vui, mình cảm giác được cái pháp tu, mình niệm Phật mình an lạc, rồi mình có cái tâm giải thoát, từ nơi đó mà tâm lượng càng ngày càng mở rộng, chắc chắn luôn. Chính bản thân nhà Đức này quý vị, đi tu mười mấy năm nay niệm Phật được lợi ích nên nhà Đức mới thích pháp môn niệm Phật. Nếu như mười mấy năm nay mà nhà Đức càng niệm Phật mà càng ốm ho hô ngày xưa, còn nghèo hơn ngày xưa nữa, thì nhà Đức không có cảm giác với pháp môn niệm Phật. Mà do gì nhà Đức càng tu, cái cảnh giới nhà Đức nó càng tốt, càng thù thắng. Tuy là 2.000 người nhưng mà cũng có gạo ăn lai rai, tiền xài lai rai, không thiếu. Ồ, không thiếu là ngon lắm nghe. Ồ, không thiếu là ngon lắm quý vị ơi. Có nhiều người người ta giàu quá trời mà người ta không biết đủ, người ta vẫn thấy thiếu, đúng không? Mà mình mà biết đủ là ngon lắm á chàng. Đủ là đặc biệt lắm rồi đó. Ừ. Đó. Nên Phật tử về chùa thấy không à, nghe gì thấy vui mà quý vị áp dụng được, nhớ cố gắng. Chưa ăn chay trường được, tập ăn chay trường. Rồi cố gắng niệm Phật. Ở ngoài á, miền ngoài á, quý thầy, quý sư cô đồ đủ duyên lập đạo tràng niệm Phật. Vì pháp môn niệm Phật này là pháp môn đúng mùa. Quý vị thấy rõ ràng không? Những đức chỉ học lớp 3 thôi, ngoài đời là một thanh niên, có nghĩa là không có cơ hội để thành đạt cái gì hết. Con người hư hỏng, chán quá. Nghĩ rằng đi tu có 3 buổi cơm, làm việc tốt một chút trong chùa, nghĩ vậy thôi. Nhưng không ngờ vô chùa gặp ngay pháp môn niệm Phật. Niệm tới bây giờ mười mấy năm. Chùa chiền mình đây thì hòa thượng xây không, chứ không phải nhà Đức xây đâu. Có nhiều người tới về đây người ta tưởng nói nhà Đức là chủ trì. Tôi mỗi ngày có bánh mì ăn là được rồi. Nên nhớ, chùa hòa thượng xây không à, nhưng mà mình được sử dụng. Chúng mình nuôi, lo cho chúng. À, chùa thì của hòa thượng xây, chùa cao Phật lớn, hòa thượng có đức có phước ngày xây được. Nhưng mình lại cái duyên đưa đẩy gặp hòa thượng. Ngày xưa hòa thượng chỉ có nhấp những đức mấy cọng tóc thôi,
Nhưng mà 5 năm sau Nhật Đức đến với Hòa Thượng. Bây giờ là 10 năm. Nhớ. Hồi đó Nhật Đức ở trên Đà Lạt, thầy Đại Đức Thích Giác Nhàn thỉnh Hòa Thượng xuất gia. Cái nhóm đầu tiên là có Nhật Đức, là Hòa Thượng chỉ nhấp Nhật Đức mấy cọng tóc, rồi Hòa Thượng đi về lại đây. 5 năm sau Nhật Đức duyên đưa đẩy Nhật Đức đi xuống đây. Là thời gian Nhật Đức đi tu cũng gần 15 năm. Chỉ có niệm Phật. Mà bây giờ ba điểm chùa với một đạo tràng khoảng gần 2.000 người. Chủ nhật mấy ngàn người về niệm Phật. Cái lớp đạo làm con 800-900 người mỗi chiều thứ bảy. Với cộng tu bên chùa mới, mỗi lần lễ mấy chục ngàn người. Ý Nhật Đức muốn nói điều này cho quý vị nghe, toàn là nhờ công đức niệm Phật. 100%. Người không có duyên niệm Phật có duyên, người không có phước niệm Phật có phước. Thiếu đức niệm Phật có đức, thiếu tài niệm Phật có tài, thiếu thọ mạng niệm Phật tăng trưởng thọ mạng. 100%. Chính cuộc đời Nhật Đức ngoài đời một mình lo không xong, vậy mà bây giờ lo được cho 2.000 người, điều này không tưởng tượng được. Chùa mình chi tiền dữ lắm, còn làm nhiều chuyện lắm, vậy mà vẫn có tiền để lo cho các cụ. Đặc biệt con cái những đứa không có tiền gì nhưng mà có xài hoài. Hay chỗ này, hết thì có người đem lại, đây mới hạnh phúc quý vị. Hiểu chưa? Hạnh phúc. Chứ nếu như mà có trong tủ nhiều mà để dành coi chừng ăn cướp nó đâm lòi ruột. Hiểu không? Có tiền lo lắm quý vị không? Đi phòng Nhật Đức bên đó, đi qua đây Nhật Đức có phá cửa đâu, để ý thính. Có tiền đâu phá. Mình phá bậy bạ nó tưởng nó có tiền vô nó ẹt cái lẹ. Chết queo. Hiểu chưa? Có tiền khổ lắm. Bằng đêm ngủ mà nghe chó sủa cũng hết hồn. Thường bắt ăn ngủ không được. Nên thà có xài chứ không có tiền dư. Nhưng mà xài hoài quanh năm. Năm này qua năm khác có hoài xài hoài. Khi làm gì có người đem lại nghe. Tiền thì người ta giữ, nhưng khi cần làm người ta đem lại. Cái này mới hạnh phúc quý vị ơi. Quá hạnh phúc nghe không? Nó nên quý vị nghe gì rồi, nghe nhà mà có 2-3 người khỏi lo. Con mình nó có phước hết rồi, thì bận tâm hoài nó không có phước thì cũng không có được đâu. Con mình cái tâm nó, cái phước nó như cái ly vậy. Quý vị dự đem cái lu nước đổ vô cái ly thì cũng bằng không thôi. Nó có đậu không? Chứ đậu nước cái ly thôi. Còn nhiêu tràn ra hết thôi mấy chị ư. Hiểu không? Nhìn cái tâm con mình là mình biết cái phước nó làm sao rồi. Nên người xưa nói ông bà cha mẹ có đức con cháu mặc sức mà ăn. Mình có phước á, mình đi gieo đức đi, đặng mình dạy con mình làm theo, thì phước con mình nó tăng lên thành cái lu. Thì lúc đó tự nước nó đổ vô lu à. Người ta nói có phước thì có phần, không cần nó cũng có. Còn không có phước không có phần, quý vị cho cũng không cầm được, có khi còn mang họa nữa. Có nhiều người làm cha làm mẹ để tiền bạc cho con cháu, nhưng mà con nó không có phước nó thành đi chích xì ke đó, thấy chưa? Phải chi mà đem đi cúng dường tam bảo, xây chùa tạo tượng đúc chuông, làm việc thiện phóng sanh, làm tượng Phật, làm máy nghe pháp máy niệm Phật tặng người ta, thì con cháu mình học làm theo thì cái đức con mình tăng lên, phước báo tăng lên, thì sự nghiệp nó tự nhiên thịnh thôi. Hiểu không? Đó, 100%. Đó, thì nghe những điều này quý vị suy nghĩ đi. Về ngồi gác chân lên trán suy nghĩ. Chúng ta bây giờ gác tay nghĩ không ra, gác chân mới nghĩ ra. Thấy không? Tôi thấy rồi, cuộc đời tôi tin nhân quả lắm, 100%. Tôi nói thiệt, ngoài đời một mình làm không xong, lo không xong, Tết năm nào cũng mượn nợ gì xài. Mà xạo lắm. Nghèo mà muốn làm ông chủ. Ghê lắm. Nó nhiều người lắm. Trong cuộc đời này cũng có nhiều người có cái bệnh đó, nghèo mà ra rẻ quý vị. Nên khổ hoài. Thôi, mình biết tu rồi quý vị ơi, nghèo nó nghèo đại đi. Đừng có xạo. Nhà lâu lâu mua được chiếc xe Honda, đừng có chạy mà kinh kênh có chừng té xuống hầm cả cha. Hồi xưa quê về Đức hồi xưa có ông đó, nhà đó mà mua được xe Honda là quý lắm. Mua chiếc quay quay Alpha mới ra. Trời ơi, mới mua. Ông leo vô ông chạy. Anh chạy mà anh xạo á.
Cái đít anh ngồi tuốt luốt không biết sao. Trời, cái xe người ta ngồi bình thường gì đúng quý vị. Ông không ngồi vậy đâu, ông đưa cái đít tuốt biết sao. Cái tay ông nằm xuống, ông nằm vô cái xe ông chạy. Mặt kinh kinh nè. Cái đầu thấy người ta đi ngang cái anh quay anh nhìn người ta coi ai có nhìn anh không. Anh quay anh nhìn người ta. Trời ơi, nó cán lên cái vỏ chuối. Lũi xuống học cái cha. Ôi mà gặp học cái cha, gặp cái bà mập nó mới đi xuống được. Ông té xuống đầu cổ gì phân không. Vừa tội chưa. Bởi vì mình nghe, đừng có bà mớ mà xạo nghe quý vị. Trời ơi, có khi nhiều người ta còn giàu dữ lắm. Mình cứ im điềm sống bình dị. Mình có tiền có của mình giúp người khổ đau mình càng giàu. Chứ đừng có xạo. Mặt kênh kênh là té hàm cá cha chết mù. Nên từ đó bây giờ với Đức đi tu hiểu rồi quý vị ơi. Mình sống đơn giản đi, mình chơi mấy bà già yên. Không, đó thật sự mà hay nghe, chơi mấy bà già yên ghê. Những Đức nói thiệt quý vị biết, nếu mà mình ở đây mà những Đức mà chịu mà chơi với khoảng 4 năm đại gia là có người người ta canh. Ta lấy, người ta giật đại gia. Nhưng mà mấy trăm ngàn bà già đố ai giật. Ôi chàng, thấy chưa? Rõ ràng luôn. Không có thấy ai mà vô nói thầy thầy đưa tôi vài bà già về nuôi phụ. Chớ thầy thấy. Như vậy mà nếu mà có đại gia bên cạnh 60 người đó là người ta tìm cách này cách kia đó. Để người ta kêu đại gia qua cạnh người ta đó, thấy không? Giống như chương trình người mù mỗi lần như Đức tổ chức 5-6 ngàn người mù. Đố có người nào mà lỡ nói tôi thầy tôi đem khoảng 50 người mù về chùa tôi. Không ai thấy ai nói gì chứ. Nên mình nói mình chơi người mù là yên tâm vì không ai dành. Chơi với mấy bà già yên tâm cũng không ai dành luôn. Nó nên những Đức nói thôi cả đời mình chơi với mấy bà già. Sống đơn giản bình dị cho nó yên. Cho nó yên. Thấy chưa? Đó. Bây giờ nói chuyện lay quay cũng 6 giờ rưỡi rồi. Tôi nói nhiều lắm. Tôi mà nói một cái là tôi nói hoài tôi không nghĩ luôn. Hồi bữa nay nói tới đây thôi, tạm dừng bấm nút. Bấm nút. Được không? Đó. Ai nói gì thì cũng cái quan trọng của chúng ta mà được ngồi vui gì cũng nhờ niệm Phật đó nghe quý vị. Nhờ niệm Phật mà mới được vui gì nghe các cụ. Đó. Nhờ niệm Phật mà có sữa có nho có nhãn đó nghe các cụ. Bây giờ chúng ta là người sống nghe, hay hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, hay củ quyền thất tổ ông bà chúng ta, hay quan gia trái chủ. Thôi bây giờ quan gia nên giải không nên kết nữa. Nghe được bổ nguyện Di Đà, Đức Phật A Di Đà ngài đã phát nguyện mà. Chỉ cần một chúng sanh nào nghe danh hiệu của ngài mà niệm buông cái tâm hận thù đòi nợ xuống đi thì cùng niệm Phật để về cực lạc, mà về cực lạc mới hết khổ nghe. Về cực lạc mới hết khổ nghe. Bây giờ chúng ta đọc 12 lời đại nguyện này quý vị, để mỗi người mình phát nguyện niệm Phật sanh cực lạc nghe. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài cho đến lúc lâm chung thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài cho đến lúc lâm chung tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài cho đến lúc lâm chung không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài cho đến lúc lâm chung tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài cho đến lúc lâm chung xả ly ta bà khổ.
Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung. Con thấy kim thân Phật, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung. Phật phóng quang nhiếp độ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung. Liên hoa con hóa sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vạn sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vạn sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vạn sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Cả đời chúng ta phát nguyện niệm Phật, cả đời không thối tâm. Điều hẹn gặp ở cực lạc Tây Phương, phải nhớ. Những vị Phật tử ở phương xa được, gia đình cố gắng có ngôi nhà tam bảo, có thờ Phật, có thờ khóa tu mỗi ngày ở tại gia, và có những thờ khóa hộ niệm có sẵn chuẩn bị luôn. Bất cứ lúc nào gia đình mình, ông bà cha mẹ hậu sự bất tử, tại gia đình trực tiếp làm luôn. Những đức chỉ rất dễ, ai cũng áp dụng được. Còn thỉnh Phật về để mình an vị Phật thì có quý thầy thì mình nhờ cũng được. Nhưng nếu mà quý thầy bận thì quý vị chỉ cần bật thờ khóa tu niệm Phật lễ Phật lên, thì mình lễ Phật xong là an vị Phật. Niệm Phật lễ Phật là cúng dường cho Phật, và từ đó về sau cứ như vậy mà tu, thì đây là an vị Phật mà ai cũng làm được. Đúng không? Không, nhà Đức muốn mở rộng chỗ này ra đó quý vị, để cho quý vị đều làm được đó. Tại quý thầy bận quá, hiểu chưa? Nhưng nếu mình chuyên tu mà một vị thầy không chuyên tu thì cũng bất tiện cho quý vị. Từ nơi đó mà tùy quý vị sắp xếp làm sao thấy phù hợp. Dù là một cái an vị Phật thiệt lớn, nhưng xong để Phật lạnh lẽo buồn tẻ thì không có gì đặc biệt. Thà quý vị niệm Phật lễ Phật thờ, an vị Phật, từ đó về sau sáng chiều niệm Phật lễ Phật, thì đây đúng là đặc biệt an vị Phật. Nhớ nghe, đây là những điều nhắc nhở quý vị rất dễ áp dụng. Bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng nghe quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.